nay Ngọc ghé thăm một ngôi chùa dưới quê mình mọi người. Chùa tên là chùa Khánh Lâm nha mọi người. Mình sẽ đi vào và tham quan ngôi chùa này hết mọi người ha. Một ngôi chùa quê thêm nó như thế nào hết mọi người. Nè, đi tới đi ngang ngôi chùa tên là Khánh Lâm mọi người ha. Giờ mình lễ Phật xong rồi giờ mình quay lại cho mọi người biết ha. Đây là một ngôi chùa quê thân dưới mình đó nha mọi người. Chuông rất là đẹp. Có vị thầy. Vị thầy đang đóng chuông đó mọi người. Thấy cái nét kiến trúc của tháp chuông. Sẽ có 4 thời hay 3 thời gì đó đóng chuông mọi người, mỗi thời sẽ khoảng 1 tiếng đồng hồ hả mọi người. Nó để có tiếng chuông thì lúc nào cũng thấy cảm giác được sự thanh tịnh, sự an lạc ở trong lòng của mình hả mọi người. Cái tháp chuông này rất là đẹp mọi người ha. Có vị sư thầy đang đóng chuông trên đây. Cái màu sắc của tháp chuông cũng rất là đẹp mọi người. Khi bước chân vào chùa mà ta nghe cái tiếng chuông vang lên thì trong lòng cảm thấy rất là an lạc ha mọi người. Rất là yên tĩnh, rất là an lạc. Thế những cụ già cũng đến chùa để bái Phật. Ngày này thì không phải là ngày cuối tuần hoặc là không phải ngày rằm lễ nên cũng vắng ha mọi người. Khánh Lâm cổ tự. Video của Ngọc đến đây là kết thúc nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp nha. Rất mong được mọi người ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.